Hi, xin chào các bạn đến với kênh channel của mình. Và mình rất là Sam đây. Hôm nay mình đã quay trở lại với một video mới. Quay chung với đồng bọn. Quay chung đồng bọn. Ba con heo. Phải. Ba con rắn. Sam. Biết ba sư tử. Và mình là biết ba. Đây là biết. Chào đây. Em nói tên ổn nha các bạn. Và hôm nay thì tụi mình quay trở lại với một video clip mới, đó chính là làm slime chung với alo bắp và dầu. Dầu ăn với bột bắp. Đây là bột bắp còn dư lần mà mình làm slime ăn được hả? Slime ăn được. Lúc đó không có biết đâu các bạn, mình nổi cũng như không thôi. Và mà đây coi rồi. Mình không biết là nó có đủ hay không. Nếu mà không đủ thì mình sẽ quay cái khác. Mình sẽ đi mua cái khác và quay tiếp. Phần giới thiệu đến đây đã hết rồi. Nếu các bạn và lần đầu quay chung với đồng bọn nên nó có hơi phởn một chút. Các bạn hãy cùng mình làm gì? Slime dầu ăn và slime dầu ăn thế nào? Và không còn cái gì dung dịch hết. Let's go. Và bây giờ thì tụi mình sẽ chen ngang vô cái video. Đổ rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ nói tiếp. Mình sẽ chen ngang vô. Mình sẽ ngừng video một chút để dọn dẹp hiện trường nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi thử lại cái slime mà video lần trước, đó chính là video làm slime từ dầu slime bát đó các bạn. Lúc mà lần này nó hơi dẻo rồi. Bóng luôn đó các bạn. Ái cha, anh bước ra. Lúc mà mới đầu tiên mình mở ra, ôi chua cho ma ơi. Cái mùi hương nó bay hắt vô mũi mình. Bây giờ nó xỉu. Còn nồng luôn á. Nồng ơi là nồng luôn các bạn. Ý. Trời ơi các bạn ơi, cái máy quay của mình bị maximum rồi nên em uổng không quay được. Nó phải đứng nó dịnh đó. Lát nữa mình sẽ dịnh cho nó quay. Thiệt á, cái máy quay bị maximum. Để... tay bóng. Hơi rót bóng. Ít cái tay mình nè. À hi hi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào vấn đề chính của video ngày hôm nay. Cái cục slime này mình sẽ bỏ qua một bên luôn. Mình khỏi bỏ vô hộp. Và mình cũng đã chuẩn bị hai cái hộp như bình thường. Hai cái hộp này, hai cái hộp rất là cũ xưa. Hai cái muỗng. Thôi hai cái hộp điện thoại. Ừ, hai cái muỗng. Một bịch bột bắp. Bột bắp. Bột bắp chị. Rồi dầu. Hồi nãy hơi dầu bị đổ ăn. Trời, nãy có nguyên một cái sự cố rất là đáng tiếc. Giờ mình sẽ chia cái dầu ăn này ra. Ấy, đủ chưa ta? Đây, mỗi bạn sẽ một ít nha các bạn. Thế còn lấy thêm không ta? Thôi được rồi. Ủa, bên nào nhiều hơn? Chia thêm chứ. Rồi, Bích nè. Ủa, sẽ làm chung với mình đó các bạn ơi. Đây. Ra ta, trời ơi. Lạc đề quá má ơi. Thích chơi. Rồi mình sẽ chỉnh lại cái máy quay. Uốn ơi là uốn, cầm giùm coi uốn ơi. Đây. Mình sẽ ôi lộn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột bắp vào. Cái này là ý tưởng mình lấy từ trên kênh của chị Emmy. Mình mượn thôi. Này mình chỉ làm thử thôi nha các bạn. Ủa bay ra hả? Đây, mình sẽ cho. Mình sẽ cho 3 phần bột bắp. 3 phần. Hay 1 phần 3 ta? 1 phần 3. Mình sẽ cho vào. Gì mì tôm trong đó vậy? Xà mới sức chịu đựng hết nha. Mì trứng Nhật Bản. Trời ơi là trời. Mệt ghê. Các bạn đã biết Bích mang quần màu gì chưa? Rồi, ơi chậu. Rồi, được rồi. Ta da. Mình sẽ đổ. Ồ lộn, mình đã đổ vào rồi. Bây giờ thì Bích sẽ đổ vô. Đổ nhiều ấy. Ồ, mình sợ không đủ đó các bạn ơi. Biết gì mình sẽ mua thêm một gói nữa rồi. U hu hu. U hu hu. Đủ chưa ta? Hả? Đủ chưa? Thêm đi. Thêm đi, từ từ chậu. Đây là của mình.
Ôi nhìn đảo các bạn ơi. Chị muốn ăn quá. Ăn đi. Cái này là mình đang dịnh đó các bạn nha. Chứ không phải là uốn. Máy quay của mình nó bị sikoe rồi. Sikoe. Rồi. Trộn lên đi uốn. Để chụp ra. Bây giờ uốn sẽ trộn nha các bạn. Đây không? Cầm cái này nè. Ừ. Trộn cầm cái tay cứ kỳ vậy. Trộn sao? Dịnh lại trộn lên đúng rồi. Trộn vậy đó. Nhìn là biết không có thành công không ta? Chắc có. tự tin quá. Giống như trộn một mì vậy á. Ờ đúng rồi. Này mình như... sẽ không bỏ màu nha các bạn. Nó hơi bị đặc. Cái này hơi bị lỏng. Chị em ơi á thì trộn bằng bột chiên giòn. Bỏ xuống mình chế bột á. Bỏ xuống rồi. Mình tự chế. Rồi. Bây giờ uốn sẽ dịnh máy quay và mình sẽ khoái dịnh đi uốn. Ôi cảm ơn nha uốn nhiều. Ôi trời cõi. Nó bị lóc máy quay xíu đó các bạn. Các bạn thông cảm nha. Ôi trời, dễ thương. Ơ nhìn như là bột bánh vậy á. Ừ. Ở ngoài thì nó màu vàng, nó vàng. Ừ, khoái đã ha. Ừ, đã thiệt. Ừ. Khoái dư rồi là mình đi làm nhé. Làm bánh gì? Làm bánh trung thu. Anh nói đúng á. Khoái dư mình làm bánh. Anh nói tưởng là bánh mình ăn. Bánh ăn thật. Cắn miếng nhỏ thôi cũng bị ung gì. Ung. Ung hông. Thôi, bớt xàm. Rất kỳ quá. Nó không có được đặt đó. Nè, đây, của mình là đã giống chị Ami rồi nè. Chị Ami. Định mình này nói thành chị Ami luôn. Của mình là đã giống chị Ami rồi nè các bạn. Bây đổ giờ mình sẽ cho hả? Thêm. Ừ, ủa đổ hết rồi, có còn gì nữa chị làm. À, hù. Nó lỏng quá. Đổi. Đây, xé. Mình sẽ xé cái này ra. Ừ. Mình lại trợ giúp bé Bích một lần nữa rồi. Này giống bơ nha. Ừ, đúng rồi. Nhưng bơ dầm. Bơ thực vật. Bơ giá cẩm. Vì bơ lá cánh. Bơ cũng có bơ lá cẩm mà. Bơ mì tôm nhá. Bơ mà hâu nhá. Trời ơi xích lên. Vừa dịnh phải vừa coi chứ Uẩn. Uẩn này nhiều chuyện quá à. Thành ra dịnh cái máy quay gì đâu à. Để khoái cho. Để khoái cho. Thì giống như bà mẫu. Để khoái cho. Từ từ. Để khoái cho. Tốt nhất là em nên dịnh. Vì sao gì? Sao gì chịch trời. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi chỉnh cái máy quay lại và không cho uốn dịnh nữa. Uốn dịnh gì đâu. Đã bỏ bột thêm mà nó sắp thành công rồi các bạn ơi. Nhúng muỗng vô quay luôn đi. Biết. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Đang cứng lại rồi nè. Đúng rồi. Đó đây đặt lại. Ra. Bích đang dọn. Khuấy muỗng nhựa hơi bị mệt đó. Tại vì nó mềm. Ây da, dính vô tay mình rồi nè. Nó vẫn còn ấy. Nhão nhão ấy. Mình sẽ cho thêm. Bị bỏ hết luôn. Ai cho nó rớt ra ngoài uống ghê. Không, cái là mình lấy ra mình trâu mình uống luôn. Ừ, đúng rồi đó. Ơ, chỗ này vô được ta. Cái nào. Thôi. Trời hết luôn, bị bột bắp rồi các bạn ơi. Nếu mà trộn hết cái này mà nó không thành công là tiền. Rồi, tụi mình phải dừng video ở đây và... Trời các bạn ơi. Uốn dịnh bị xuất ra, đây. Phá quá mà. Đây. Rửa tay. Ôi trời, giờ mình sẽ... Mềm lại rồi. Bóp bóp như thế này rất là đã. Nhưng mà mình nghĩ chơi không được. Bỏ thêm bột mì được ta. Hết bột mì rồi. U hu hu. Buồn, đời buồn. Ở trên bàn có mình hốt hết luôn. Hết bột mì rồi các bạn ơi, hết sạch rồi. Hết rồi. Để trộn lại. Kéo cái tay xuống luôn nha. Kéo xuống. Mình sẽ kéo nó xuống luôn. Trời ơi. Ủa nó cứng hả? Ủa đã lắm các bạn. Bóp như vậy nè. Bóp như vậy nó nghe tiếng. Nó giống như vậy gì á. Nó nghe cái tiếng rồi. Ủa ngoài thì nó nhão đúng không? Mình bóp vô. Nó nghe tiếng rộp. Rất là đã luôn. Vô dính tay á. Khóc bây giờ. Hả? Giống như một cục bơ dính vào á.
cứ chó nổi da gà luôn. Quá ghê. Như một cục bột mà nó cục cục bột chà bá vậy đó. Thật của mình nó hơi bị nhão một xíu. Mình sẽ lấy tay mình trộn luôn. Ôi còn dầu ăn. Hả? Còn dầu ăn. Cái gì? Còn dầu ăn. Đó. Đây. Ồ nó đã các bạn ơi, phần này nhưng mà nó không có dẻo. Hình như bột chiên giòn mới làm cho nó dẻo đó các bạn. Cái này nó giống như là cát động lực. Ồ, đúng rồi. Giống cát động lực ấy. Kiểu như cát động lực ấy. Nào salad này bị dính bột luôn. Trộn vô luôn. Kệ đi, không sao đâu. Mình sẽ, nếu mà mình trộn thêm nhiều bột nữa thì nó sẽ có thể sẽ thành cát động lực. Ồ, đã lắm các bạn. Sao video mình sẽ cố gắng làm cát động lực ha. Đúng rồi. À, mình, video lần sau mình sẽ làm cát động lực bằng cái cách này thử. Cũng ba người như thế này luôn. Đồng bọn, đồng bọn. Ba con heo, ba con rắn. Nhóm có tên là Team Big. Ba con heo mập ba mập. Ba con heo. Và ba con là mập của... ăn nhiều, ngủ với heo. Ok. Đó. Nó thiệt là mấy người này là con vua nào? Con chuột. Chuột nhắt. Mình đâu có nhát gan đâu ta. Ờ mình nhát gan lắm các bạn. Trời ơi. Hy sinh về nghệ thuật hết rồi các bạn. Mình biến động gì thì mình rất là sợ. Ừ. Không có can đảm như mấy người bình thường. Ồ nó cũng giống mà... như cát vậy á. Ồ đã thì cơ. Đâu giờ? Đúng rồi. Giống như cát động lực. Rồi còn hai cái thì sao? Ồ ha. Hình như thì hình như là tụi mình đã khám phá được ra một cách màu nó, làm cát động lực mới. Ừ. Ừ. Đã tự chế ra rồi. Ồ đã ghê á. Yeah. Mà cái này hết bột rồi. Ok, video mình đến đây là... Chưa đâu, từ. Chưa hết đâu các bạn ơi. Mình sẽ thử đi ra chợ giờ này xem thử có bán bột hay không. Này rít rít thôi. Tụi mình sẽ quay trở lại nha. Đúng rồi. Có dầu ăn sẽ rít thôi. Mình sẽ mua một chai dầu ăn nhỏ. Thôi, mua bột thôi. Cái này là được rồi. Đâu còn dầu ăn nữa. Bữa đâu. Bữa sau mình thử là bột chiên thử ha. Ừ. Mình thử là bột chiên coi có thành công không. Video sau thì mình sẽ làm các động lực hay là làm giống gì mà làm bột chiên ta? Ừ. Làm gì? làm gì đó. Nếu mà các bạn muốn tụi mình làm video làm các động lực ở video sau thì comment ở bên dưới nha. Ồ. Mình sẽ chỉnh máy quay lại lần thứ N cộng 3 cộng 1. Rồi, bây giờ mình sẽ đi mua bột. Thôi giờ mình đi nha, bye bye. Bye. Con tim. Mòi. Bây giờ tụi mình không có đi mua bột bắp được. Bởi vì mấy cái cửa hàng nó đã nghỉ hết rồi. Tụi mình sẽ... Đây cũng coi như là thành quả của tụi mình. Giống như là các động lực vậy đó các bạn. Mình nghĩ là nếu mà có bột bắp ở đây á, thì nó sẽ trở thành một cục các động lực đó. Để mình chỉnh nó quay lại nha. Máy quay của mình thật sự nó đã bị shit que. Bây giờ mình sẽ làm một cái thử nghiệm nữa, đó chính là trộn cái này với Slam Salon Bar. Chị mở xem. Làm cái này mỗi cây. Đây. Này giống như Spurt Butter, Butter. Ờ, Slam Butter. Slam. Đây. Sẽ trộn vô thử nha. Đây là bánh. Rồi, bây giờ chia nhau ra trộn. Chia. Cái này là chuyên một phá. Này mỗi cây. Của bếp ba. Chuẩn bị thả. Chuyên một phá của bếp ba. Đã thiệt đó các bạn. Và mình sẽ tua nhanh đoạn này nha, để không mất thời gian nữa. Và đây coi như là thành quả của tụi mình. Một lúc thì có vẻ cái Slam Slam Bát nó dẻo hơn. Ngoài nó có rột rột một xíu. Ờ nó rột rột nó luôn. Nổi da gà luôn á. Đụng vô cái á phê. Đây mình sẽ chơi một chút về cái thành quả của mình. Thiệt ra đây không phải là thành quả đâu các bạn. Đây chỉ là cái thành quả phá thôi. Cái chắc. Nó trắng bóp luôn. Nó trắng tinh luôn rồi các bạn nè. Nó không còn đục với lại độ trong nữa rồi. Độ trong của mình đã mất tiêu luôn rồi. Đây. Và video của mình đến đây đã hết rồi. Nếu các bạn thích video hãy cho mình một like, một subscribe cho kênh channel để nhận thêm được nhiều video mới. Và đừng quên
đừng quên like, share video hey, cho bạn bè cùng xem nha. Follow theo dõi Instagram của tụi mình nữa nha. Bắn chim. Tạm biệt.